Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Love, Murder and Deceit là một bộ phim truyền hình năm 1997 của Mỹ do Mary Lambert làm đạo diễn. Bộ phim còn có một tiêu đề khác là My Stepson, My Lover với thời lượng 92 phút cùng với diễn xuất của bộ ba diễn viên chính Terry O'Quinn đóng vai người đàn ông giàu có Richard Corey, Richard Quaid trong vai nữ y tá Kaylin và Joshua Morrow trong vai người con riêng của Richard. Bộ phim đã đem lại cho người xem một câu chuyện hay về tình yêu với những âm mưu và sự lừa dối. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu với cảnh trực thăng đang đưa Richard Corey, một doanh nhân giàu có, đến bệnh viện để cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Tại đây, anh ta được cứu sống bởi một y tá tên là Kaylin. Sau khi Richard tỉnh dậy và hồi phục, anh ta tặng cho Kaylin một món quà vì đã cứu mạng anh ta. Sau vài lần gặp mặt và hẹn hò, Richard cầu hôn Kaylin và được cô ấy chấp nhận. Đó cũng là một câu chuyện tình yêu đẹp, mặc cho Kaylin có thể nghĩ rằng Richard đã lớn tuổi và không đẹp trai lắm, lại có bệnh về tim mạch. Nhưng có một điều cô ấy biết chắc chắn, đó là anh ấy giàu có. Điều này làm chúng ta có chút ngờ vực về tình yêu và mục đích của cô ấy. Đám cưới của họ diễn ra ngay sau đó, nhưng có vẻ nó giống với một bữa tiệc chiêu đãi và gặp mặt giữa các doanh nhân, bạn bè và đối tác của Richard nhiều hơn. Vì tôi không thấy có cha xứ, không thấy một chiếc váy cô dâu nào cả. Kaylin chỉ diện một bộ đồ đơn giản, còn Richard cũng không diện những bộ vest mà chúng ta thường thấy ở những chú rể. Tại đám cưới, Kaylin gặp lại vợ cũ của Richard và đã cảnh báo cô về Richard, nhưng Kaylin chỉ phớt lờ điều đó vì cho rằng vị hôn phu cũ đang ghen tị với cô. Kaylin muốn tìm một nơi yên tĩnh để thoát khỏi sự ồn ào trong đám cưới, nên cô đi vào một nhà kho và chính tại đây, Kaylin gặp Eric, con riêng của Richard. Anh ta đang cởi trần và cưỡi ngựa chạy xung quanh, với mồ hôi nhễ nhại trên thân hình trẻ trung và săn chắc nóng bỏng của mình. Lúc này, Richard mới bước vào và giới thiệu họ với nhau. Việc Kaylin chưa gặp Eric trước đám cưới là điều hơi khó tin. Nó cho thấy rằng Kaylin đã chấp nhận lời cầu hôn của Richard nhanh như thế nào. Cô ấy vội vàng chấp nhận mà chưa tìm hiểu rõ về Richard và gia đình của anh ta. Khi Richard liên tục vắng mặt trong nhiều ngày vì phải đi công tác xa, Kaylin và Eric đã có dịp tiếp cận nhau nhiều hơn. Họ nảy sinh những ham muốn và căng thẳng tình dục với nhau. Cuối cùng, họ cũng không thể chống lại những cảm xúc của bản thân và làm tình với nhau tại một ngôi nhà bên hồ mà Eric đang xây dựng. Khi Kaylin về nhà, thì đã thấy Richard đang đợi cô với một bản phách quan trọng cho anh biết cô đang ở đâu. Richard rất tức giận, sau đó đến ngôi nhà đang xây dựng của Eric để đối đầu với con trai mình. Kaylin hốt hoảng đuổi theo, nhưng sau khi đến đó, cô thấy chồng mình đã chết ở dưới đáy nhà trên những tảng đá bên bờ hồ. Không rõ Richard đã chết như thế nào, nhưng hiện trường cho thấy có vẻ như lan can của ngôi nhà không đủ chắc chắn và Richard đã ngã xuống từ đó. Vấn đề ở đây là ai đã gửi bản phách báo cho Richard biết chuyện ngoại tình của vợ? Vâng, câu trả lời đó chính là Eric. Anh ta là một kẻ nhiệt tình trong tình yêu và là một kẻ thích kiểm soát. Anh ta thật sự đã yêu Kaylin và đã sẵn sàng đối đầu với cha mình để giành giật cô. Một phân đoạn trong bộ phim cho thấy Eric đang dạy Kaylin cách gắn lan can của ngôi nhà bằng những chiếc bu lông và nó cho chúng ta hiểu rõ hơn phần nào về cái chết của Richard. Rõ ràng, mọi chuyện là chủ ý của Eric. Anh ta đã sắp đặt tất cả vì Kaylin, để họ có thể được ở bên nhau. Đây thật sự là một sự suy đồi đạo đức rất lớn. Tuy nhiên anh ta đã phải trả giá cho sự mù quáng của mình. Sau một cuộc tranh cãi với Kaylin, anh ta đã ngã xuống vực, theo đúng cách mà cha anh ta đã ngã xuống trước đó. Chỉ khác là anh ta không chết, nhưng đã bị liệt từ cổ trở xuống. Kaylin chạy theo xuống, nhưng thay vì hốt hoảng và khóc lóc, chúng ta thấy cô có một biểu hiện bình thản và có chút gì đó nham hiểm. Tôi đã được đọc những bình luận về bộ phim và có vẻ như nó được đánh giá khá thấp, với khá nhiều lời chê bai và sự bày tỏ thất vọng về bộ phim. Tôi nghĩ có lẽ điều làm họ thất vọng chủ yếu là do cốt truyện loạn luân và kết thúc ngớ ngẩn của bộ phim, chứ không phải vì diễn xuất của các diễn viên. Cả Terry O'Quinn và Richard Quaid đều là những diễn viên xuất sắc. Terry O'Quinn nổi tiếng sau đó trong loạt phim truyền hình Mất Tích năm 2004, còn Richard Quaid cũng đã thành công từ trước đó với The Thornbird năm 1983. Tôi hoàn toàn không thấy vấn đề gì với diễn xuất của họ trong bộ phim này cả. Vấn đề duy nhất của bộ phim, như tôi đã nói, đó là cốt truyện rất lố bịch và thiếu thuyết phục, hoàn toàn không có chút logic nào cả. Và chúng ta vẫn chưa rõ về động cơ của từng nhân vật. Cô
cũng như phản ứng của luật sư. Trước đó chúng ta đã biết rằng luật sư đã nhận được một cuộc điện thoại từ Kylan nói về việc con trai kế của cô ấy đã giết chồng mình như thế nào. Nhưng chúng ta chỉ thấy vị luật sư ngồi đó ăn tráng miệng và nhìn Kylan cho Eric ăn khi anh ta bị tàn tật. Đó là điều rất bất thường và mờ ám mà bộ phim sẽ không bao giờ tiết lộ trực tiếp cho chúng ta. Bộ phim cho thấy tình yêu với sự mù quáng và những lựa chọn sai lầm sẽ chẳng đi đến đâu cả. Và nếu bạn không tỉnh táo, sẽ chỉ là quân cờ cho những âm mưu của kẻ khác mà thôi. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.